Kính thưa quý vị, tối hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2022 và mình đang có mặt tại cái sân khấu ở đối diện nhà hàng Thủy Tà bên cạnh bờ hồ Xuân Hương đó quý vị. Đang diễn ra cái buổi trình diễn văn nghệ của các đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Lâm Đồng. Kính thưa quý vị, tối nay thì các đồng bào dân tộc thiểu số ở trên toàn tỉnh Lâm Đồng ở các huyện thị đó quý vị đã tập trung về đây để mà tham gia cái buổi trình diễn thời trang, giới thiệu đến cho bà con cô bác gần xa được biết cái trang phục truyền thống và những cái nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Đa số những cái trang phục của các đồng bào dân tộc Tây Nguyên đều được người ta dệt và may mặc truyền thống đó quý vị. Đây là dệt thổ cẩm đó quý vị ha. Những trang phục rất là đẹp. Và hiện tại bây giờ những cái bộ trang phục như thế này, những cái miếng vải thổ cẩm đã được trưng bày để giới thiệu và bán cho du khách ở những cái gian hàng xung quanh này. Đây là một trong những cái hoạt động để chào mừng cái tuần lễ vàng du lịch ở thành phố Đà Lạt đang diễn ra đó quý vị ha. Kính thưa quý vị, chiều hôm nay thì Đà Lạt cũng có một cái trận mưa khá là to và đến hiện tại bây giờ thì trời đã tạnh hẳn, rất là đẹp và vô cùng thuận lợi để cho cái đêm nhạc, cái đêm trình diễn văn nghệ của các đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Lâm Đồng đang diễn ra ở Đà Lạt.
Kính thưa quý vị, bây giờ mình đã xuống đường rồi. Hiện tại bây giờ mình đang chạy trên con đường cầu Ông Đạo đó, hướng vào khu vực Chợ Đêm. Mình sẽ vào trong đó để cập nhật tình hình một chút. Hôm nay cũng là cái ngày thứ tư, mới giữa tuần thôi quý vị. Chính vì vậy du khách cũng lên Đà Lạt không có đông lắm. Chính vì vậy mà khu vực Chợ Đêm này quý vị ha, cũng không đến nỗi phải chen chúc. Người ta đi lại cũng lác đác thôi. Nói chung cũng không có vắng, không có đông. Như thế này là vui rồi. Và trên đường phố thì cũng rất là thông thoáng luôn. Hiện tại bây giờ thì đường xá nó cũng vẫn còn khá là ướt át đó quý vị ha. Kính thưa quý vị, tối hôm nay thì mình cũng làm nhanh một cái video để cập nhật tình hình của thành phố Đà Lạt gửi đến cho quý vị anh chị và các bạn cùng biết. Cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành với mình trong cái đoạn clip vừa rồi. Xin kính chúc toàn thể quý vị anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và người thân của mình. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.